Rồi sum súp, ông Hoàng romcom bỏ học vì nghèo, hôn nhân mỹ mãn với ca sĩ Hậu Duệ Mặt Trời. Jo Jung Suk sinh năm 1980, hiện đang là nam diễn viên được khán giả yêu mến nhờ lối diễn tâm lý xuất sắc, tính cách hài hước và đời tư sạch. Đặc biệt, vai diễn giáo sư Lee Jun tài hoa trong bom tấn đang trình chiếu Hospital Playlist, chuyện đời bác sĩ khiến anh thu về lượng fan đáng kể. Ít ai biết rằng, để có được ngày hôm nay, Jo Jung Suk đã phải trải qua quá khứ không mấy êm đềm. Ông Hoàng romcom bỏ học vì nghèo. Ước mơ được đứng trên sân khấu biểu diễn đã nhen nhóm trong Jo Jung Suk ngay từ bé. Vì vậy, sau khi nhận trợ cấp học phí, Jo Jung Suk quyết tâm thi vào khoa sân khấu trường đại học nghệ thuật Seoul. Thế nhưng sự ra đi đột ngột của cha vào năm 2000 đã khiến mọi sinh hoạt và chi phí trong gia đình phải trông cậy vào Jo Jung Suk. Anh đành bỏ dở việc học để có thời gian đi làm kiếm tiền, thậm chí còn được miễn nghĩa vụ quân sự vì gia cảnh nghèo đói và neo đơn. Thời gian đầu lấn sân vào nghệ thuật, Jo Jung Suk đã tham gia rất nhiều vở nhạc kịch khác nhau để mưu sinh. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, Jo Jung Suk đã lăn lộn và gắn bó trên sân khấu trong suốt 9 năm. Đến năm 2011, Jo Jung Suk chính thức xuất hiện trên màn ảnh nhỏ lần đầu tiên trong bộ phim truyền hình What's Up. Anh được chú ý nhờ kỹ năng diễn xuất và ca hát ngay từ vai diễn đầu tiên. Sau đó, nam diễn viên sinh năm 1980 tiếp tục tham gia nhiều dự án phim truyền hình lẫn phim điện ảnh khác nhau và giành được rất nhiều giải thưởng lớn cũng như chiếm cảm tình từ khán giả. Thậm chí, Jo Jung Suk còn được xếp vào hàng diễn viên đa tài có thực lực cùng với danh hiệu ông Hoàng romcom bởi những vai diễn mang lại tiếng cười. Tên tuổi của anh thường gắn liền với loạt phim truyền hình như Oh My God, Jealousy Incarnate, Hospital Playlist, My Annoying Brother, Exist. Mỗi vai diễn, Jo Jung Suk luôn được khán giả nhớ đến với diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và cấu trúc cá tính tương tự của mình. Cũng chính bởi tính cách hài hước và màn pha trò duyên dáng mà sau nam sinh năm 1980 có thể làm bất cứ cô gái nào cũng mỉm cười, theo tiết lộ của bạn diễn Jo Jung Suk. Tuy vậy, Jo Jung Suk là một trong những sao nam hàng nói không với tin tức ồn ào. Suốt chặng đường sự nghiệp, Jo Jung Suk hoạt động khá bình lặng nhưng lại được khán giả nhớ đến và yêu thích. Đặc biệt, vai diễn giáo sư Isun trong Hospital Playlist 1-2 đã giúp cái tên Jo Jung Suk càng trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Đáng chú ý, ít ai biết rằng, tài tử Jo Jung Suk từng tự nguyện giảm 7 tỷ tiền cát-xê của mình trong 12 tập phim Hospital Playlist mùa 1 vì tin tưởng đạo diễn Shin Won-ho. Trong khi đó, mức cát-xê bình thường của Jo Jung Suk thường rơi vào khoảng 2 tỷ đồng một tập phim. Bên cạnh đó, anh còn rất thân thiết với dàn sao F5 Hospital Playlist từ trong phim đến ngoài đời. Với lợi thế xuất thân là diễn viên hát nhạc kịch nên Jo Jung Suk sở hữu giọng hát rất ấm áp, truyền cảm xúc. Ít ai biết rằng ca khúc Aloha đã từng được nam diễn viên cover lại và nhanh chóng gây sốt trên các bảng xếp hạng. Ca khúc này cũng được phát hành làm nhạc chính thức của Hospital Playlist phần 1. Hôn nhân viên mãn với nữ hoàng nhạc phim Gummy. Không chỉ là một diễn viên có tài trên màn ảnh, Jo Jung Suk còn được khán giả nhớ đến bởi cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn với nữ hoàng nhạc phim Gummy. Jo Jung Suk và bà xã hẹn hò từ năm 2013 và chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2015. Sau 5 năm yêu đương, Jo Jung Suk và nữ ca sĩ Gummy chính thức về chung một nhà vào tháng 10 năm 2018 và chào đón con gái đầu lòng vào tháng 8 năm 2020 năm ngoái. Cho đến nay, vợ chồng nam diễn viên Jo Jung Suk vẫn chọn lối sống kín đáo để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nam diễn viên còn là ngôi sao hiếm hoi không sử dụng Instagram. Chỉ đến khi tham gia chương trình Life Bar, Gummy mới có những tiết lộ thú vị về tính cách và cuộc hôn nhân của mình. Theo đó, cô cho biết, Jung Suk là người đàn ông chu đáo và luôn cố gắng thấu hiểu, tôn trọng cảm xúc của vợ mình. Thậm chí, cả hai hầu như chưa từng xảy ra xung đột hay tranh cãi từ khi hẹn hò cho đến lúc kết hôn. Về phía Jo Jung Suk, tài tử cũng dành nhiều lời khen ngợi cho vợ như nấu ăn ngon, chu đáo và dành nhiều lời khuyên chân thành cho anh trong diễn xuất.